Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khi thị trường bất động sản đang sốt, những tháng cuối năm sẽ là mùa gặt của dân môi giới. Năm 2023, thị trường trầm lắng đã khiến cho các doanh nghiệp văn phòng môi giới không còn lạc quan về cái Tết bội tiền. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Ghi nhận, từ giữa năm 2023, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAIS đã lên tiếng về tình trạng đáng báo động của các doanh nghiệp và lực lượng môi giới bất động sản. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, theo như khảo sát, hơn 90% doanh nghiệp môi giới bất động sản bị sụt giảm mạnh về doanh thu. Có trên 95% doanh nghiệp đã phải thu hẹp quy mô lao động. Và chỉ 5 tháng đầu năm 2023, có 554 doanh nghiệp bất động sản giải thể, so với cùng kỳ năm trước tăng 30,4%. Doanh nghiệp thành lập mới đã giảm 61,4% so với cùng kỳ năm 2022. Và cũng theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản, có hơn 95% môi giới bất động sản được khảo sát có thu nhập giảm so với năm 2022. Trong đó thì có hơn 14% cho biết thu nhập giảm từ 20 đến 30% so với cùng kỳ. Hơn 54% cá nhân đã ghi nhận mức tụt giảm 30 đến 40%. Có khoảng 5% môi giới bị giảm trên 70% thu nhập. Anh Trịnh Văn Nam, chủ của văn phòng môi giới bất động sản Nam Hưng, quận Hoàng Mai nói rằng, số dự án đủ pháp lý mở bán đã khan hiếm, tuy nhiên lượng khách hàng quan tâm còn ít hơn nhiều. Mặc dù nhiệt tình chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng khách mới, giới thiệu thông tin hấp dẫn trên Facebook, Zalo, tuy nhiên khách hàng thường chỉ tham khảo. Họ có tâm lý đợi giá nhà thấp hơn nữa mới quyết định xuống tiền. Và hoa hồng nhỏ giọt cũng chỉ đủ chi phí tiếp khách, chi phí duy trì hoạt động văn phòng mà thôi. Những người làm môi giới tay ngang sống chủ yếu bằng hoa hồng, cho nên khi không còn giao dịch bắt buộc phải chuyển sang công việc khác. Chị Bùi Ngọc Quyên, Long Biên, Hà Nội là dân môi giới bất động sản tay ngang khá tự tin với kinh nghiệm hơn 15 năm trong nghề của mình. Và chị luôn tâm niệm chăm chỉ làm việc, đợi tín hiệu tốt từ phía khách hàng. Tuy nhiên từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường vẫn chưa có tín hiệu tốt như mong đợi. Chị Quyên than phiền rằng, tôi chỉ bán thành công một căn nhà 5 tầng trong ngõ nhỉnh hơn 4 tỷ đồng, và một căn chung cư cũ giá 2,4 tỷ đồng. Khan hiếm khách mua nhà thì tôi chuyển sang môi giới căn hộ chung cư cho thuê. Thị trường này sôi động hơn một chút, tuy nhiên chi phí hoa hồng không đáng là bao. Và tình hình này thì Tết năm nay chắc chắn khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, các chuyên gia tin tưởng sự hồi phục dần của thị trường bất động sản, tình trạng pháp lý tốt từ các chủ đầu tư uy tín đã được cải thiện. Hơn thế, số lượng khách hàng tiếp cận được các gói vay với mức lãi suất ưu đãi tăng dần sẽ giúp cho thị trường trở nên nhộn nhịp hơn. Khi bước vào quý 4 năm 2023, tín hiệu băng tăng đã khá rõ khi mà lượng giao dịch trên toàn thị trường tăng dần với nhiều hơn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dân được đưa vào thị trường. Theo như thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong quý 2 năm 2023, thị trường đã ghi nhận 3.700 giao dịch so với mức 2.700 ở quý 1 tăng 37%. Cho đến quý 3, thị trường đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch so với quý 1 năm 2023, gấp hơn 2 lần. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thông tin, thị trường bất động sản quý 4 năm 2023 sẽ là bước đệm cho sự chuyển mình vào năm 2024. Bức tranh toàn cảnh thị trường chắc chắn sẽ có thêm nhiều điểm sáng mới. Đáng chú ý là những khu vực đang còn nhiều dư địa, có quy hoạch đồng bộ, hiện đại và hạ tầng được quan tâm, chú trọng đầu tư, mặt bằng giá chưa cao. Và thực trạng sức khỏe của các doanh nghiệp bất động sản đã có dấu hiệu được cải thiện, mặc dù chưa phải hoàn toàn và trên diện rộng. Như thế, tính đến cuối tháng 8, có 1.721 doanh nghiệp bất động sản trở lại hoạt động, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 102%. Còn trong 9 tháng của năm 2023, có 3.394 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này, tăng gấp 3,5 lần số lượng doanh nghiệp giải thể. Riêng với những sàn giao dịch bất động sản, 40% sàn đang cố gắng chống đỡ để duy trì và cầm cự với niềm tin thị trường sẽ khôi phục vào cuối năm 2023. Ông Võ Hồng Thắng, giám đốc mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án GKI Group phân tích, thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn, dự báo sẽ còn kéo dài đến hết năm 2023. Bước sang đầu năm 2024 sẽ dần nhìn thấy các tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, không thể kỳ vọng về một sự hồi phục theo hình chữ V ở thời điểm này, mà thị trường sẽ dần dần có những bước đi lên vững chắc, tạo đà cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Và từ nay cho đến nửa đầu năm 2024, có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ hồi phục
cũng như tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản. Chính vì thế, nhiều chuyên gia bất động sản cho biết đây chính là khoảng thời gian hết sức quan trọng, mang tính quyết định cho sự chuyển mình của thị trường. Cùng với những nút thắt về pháp lý, nguồn vốn thì niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư chính là chốt chặn cuối cùng sẽ sớm được giải tỏa để cho thị trường phục hồi trở lại. Trước mắt, mặc dù thị trường chưa đủ lực để có thể vượt dốc, tuy nhiên phần nào cũng đã thoát khỏi nguy cơ mất phần. Thực tế thì bất chấp những khó khăn mà thị trường bất động sản đang phải đối mặt, nhu cầu của người dân, nhà đầu tư luôn rất lớn. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp và lực lượng môi giới bất động sản nâng cao chất lượng của đội ngũ, minh bạch thông tin và tạo chất lượng, uy tín để phát triển ổn định, bền vững. Gần cuối năm, nhưng bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự phục hồi mạnh mẽ. Tình trạng nhân lực bất động sản bị cắt giảm, lương giảm, nợ lương vẫn diễn ra. Thậm chí, một số doanh nghiệp địa ốc buộc phải chuyển phần lớn nhân viên sang cộng tác viên được hưởng hoa hồng, không có trợ cấp và lương cứng. Anh Nguyễn Minh Đức, nhân viên môi giới tại một công ty bất động sản ở Hà Nội cho biết, những năm trước, môi giới cũng như các ngành nghề khác đều mong chờ thưởng Tết cuối năm. Vào thời điểm thị trường bất động sản sốt nóng, môi trường được thưởng Tết hàng chục triệu tùy vào các yếu tố, doanh số, chức vụ và thâm niên. Tuy nhiên, năm nay, việc thưởng Tết đối với phần lớn môi giới đều là xa vời. Cuối năm, chỉ mong có thêm giao dịch, công ty trả tiền hoa hồng sớm để chi tiêu. Thưởng Tết thì không mong mỏi vì công ty khó khăn, cắt giảm nhân sự để tối ưu chi phí, lấy đâu ra nguồn tiền thưởng. Không chỉ công ty của tôi mà nhiều doanh nghiệp địa ốc rơi vào cảnh nợ lương, dòng tiền âm khiến việc thưởng Tết cho nhân viên trở nên khó khăn. Việc có thưởng Tết hay không sẽ phụ thuộc vào dòng tiền cuối năm của doanh nghiệp, anh Đức cho hay. Với chị Phạm Ngọc Hiền, môi giới đất nền tự do ở Hòa Lạc thì lại càng không có chuyện thưởng Tết. Những ngày này, chị Hiền cực lực chạy quảng cáo, đăng tải bài viết lên mạng xã hội để tìm khách chốt thêm giao dịch. Từ đầu năm nay, giao dịch ít, tôi phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Cuối năm, thị trường bất động sản có chút khởi sắc nên cũng cố gắng chạy hết công suất để Tết năm nay bánh chưng có thịt. Từ giữa năm 2023, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã lên tiếng về tình trạng đáng báo động của các doanh nghiệp bất động sản và môi giới bất động sản. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS cho biết, theo khảo sát, hơn 90% doanh nghiệp môi giới bất động sản bị sụt giảm mạnh về doanh thu. Trên 95% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động. Chỉ 5 tháng đầu năm 2023, có 554 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thành lập mới giảm 61,4% so với cùng kỳ năm 2022. Theo VAS, hơn 95% môi giới bất động sản được khảo sát có thu nhập giảm so với năm 2022. Trong đó, hơn 14% cho biết thu nhập giảm 20-30% so với cùng kỳ, hơn 54% cá nhân ghi nhận mức tụt giảm 30-40%, khoảng 5% môi giới bị giảm trên 70% thu nhập. Theo Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản quý 4-2023 sẽ là bước đệm cho sự chuyển mình vào năm 2024. Thực trạng sức khỏe của các doanh nghiệp bất động sản đã có dấu hiệu được cải thiện, tuy chưa phải hoàn toàn và trên diện rộng. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.